Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương Thanh Quang, 37 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của công an, Trương Thanh Quang đã dùng điện thoại di động gọi đến một công ty ở xã Gia Canh, huyện Định Quán, do anh T, 38 tuổi, ngụ huyện Định Quán làm quản lý, đặt mua 100 thùng nước dễ khác Dr. Thanh, 100 thùng nước dễ khác trà xanh không độ, 60 thùng nước suối Aquafina, rồi yêu cầu giao đến nhà bà Bùi Thị Phụng, 65 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán. Sau khi nhận được đơn đặt hàng, anh Tê đã cho 3 nhân viên điều khiển xe ô tô tải chở hàng đi giao. Khi đến địa chỉ trên, Quang lấy giả tên là Đàn ra đón và nói nhà bà Phụng là nhà của mình đang ở và yêu cầu các nhân viên giao hàng chuyển 60 thùng nước suối để ở sân nhà và chuyển 200 thùng nước suối nước dễ khác Dr. Thanh và trà xanh không độ trị giá gần 35 triệu đồng qua xe ô tô tải của Quang rồi nói các nhân viên giao hàng ở nhà chờ. Để Quang đi chở vợ lại lấy tiền trả, nhưng đã nhanh chân lẫn trốn và bị bắt sau đó.